Bến sông quê luôn là nơi lý tưởng để đám con nít trốn ngủ trưa tụ tập, thỏa sức dễ dùng. Đứa nào cũng liếng khỉ, đứa nào cũng lắm trò, thành thử chơi hoài không thấy chán. Con nít nhảy xuống sông tìm trò vui, chứ đâu để ý rằng có nhiều người lớn cũng đang bước xuống sông để tìm kế sinh nhai. Dòng sông, bến nước đâu chỉ chan chứa niềm vui, mà còn chất chứa bao nỗi nhọc nhằn. Nhà cửa hai bên bờ sông này hầu hết đều là bến quen của ông Bảy Tập. Đi bán từ hồi mới ra riêng, tới giờ đã 36 năm mà ông vẫn chưa chịu lên bờ. Cái nghề mới đầu là để xoay sở cuộc sống, vậy mà gây dựng được sự nghiệp, nuôi con ăn học thành tài, và rồi trở thành niềm vui khuây khỏa lúc tuổi về chiều. Ngon lạnh lắm à, cô quá ta chờ đợi lắm à. Bây giờ ghe khác mà lọt vô là bán không được đó, chạy biết bao nhiêu ghe rồi. Hồi tôi bán giờ không biết bao nhiêu ghe rồi đó mà này, bán không được. cũng có khiếu lắm mà nha. Bởi vì mình mà muốn mua gì cũng tiện. Chỉ là bột ngọt hay là mua đường đồ nhiều quá thì mình mới ra chợ mình mua. Còn mua mà đổ đất đất thì mình cũng mua đại đây nè, dưới sông à. Bán thiếu chịu là một cách giữ mối riêng của ghe hàng ở quê. Bán thiếu chủ yếu dựa vào lòng tin dành cho nhau, chứ giao kèo thì đại khái thôi. Thường là khi nào cắt lúa xong hoặc ít bữa. 375 ngàn nè. Ở đây 70-80 ngàn nè. Còn dưới lắm nè. Ở đây 100 ngàn nè, ở đây 34 ngàn nè, ở đây 30 ngàn, 40 ngàn nè. Thiếu gì cũng có vậy mà điều một con kinh bị ngừ với hai thôi chứ đâu có nữa. Bị nhiều quá còn nghỉ mua bán luôn à.